Nancy xin chào cả nhà. Hôm nay Nancy làm bánh mì Việt Nam. Các bạn xem cái ổ bánh mì Nancy làm nè. Cái da mỏng, giòn, mà trong ruột thì Nancy bẻ ra nè. Rất là mịn mềm, rất là ngon luôn. Cái ổ bánh mì trong ruột thì dai, mịn, bóp vô rất là mềm luôn. Ăn rất là ngon, rất là giòn, ruột ít mà bánh mì rất là nhẹ luôn. Nancy xin mời cả nhà cùng vào bếp với Nancy làm nha. Công thức hôm nay Nancy dùng 600g bột bánh mì, cho ra 12 ổ bánh mì nhỏ. Nancy dùng 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê rưỡi bột nổi, 2 muỗng cà phê muối cho vào gốc, 2 cái trứng nhỏ, các bạn có thể xài 1 cái trứng lớn cũng được, 1 muỗng cà phê giấm trắng, đánh vào cái trứng, chỉ trộn đều thôi, rồi cho vào bột. Trước khi cho vào bột thì cái bột mình trộn cho nó đều cái gia vị và bột nổi với muối đường lên ha. Đó, nên xì trộn đều lên. Sau đó mình cho trứng vào với lại giấm vô. Rồi mình đánh lên ở cái tốc độ nhỏ để trộn cho đều rồi tăng dần. Máy Nancy số 10, Nancy đánh số 3 rồi tăng dần lên cho Nancy đổ vô 300ml nước. Nước thường thôi ha, không có nóng cũng không có lạnh gì hết. Đó, nên si tăng dần số lớn lên để đánh tới khi cái bột không có dính cái bô nữa là được. Đánh cũng khoảng 5-7 phút. Bây giờ bột cái dẻo rồi nè, không còn dính nữa nên si xịt tí xíu dầu vô để chút mình dỡ ra cho nó dễ đó. Rồi mình đem ủ 1 tiếng đồng hồ. Rồi. Cái bột này là được 1 tiếng rồi nè. Bột nổi ra khoảng gấp đôi. Bây giờ mình lấy ra chia đều 12 cục bột. Đậy lại. Nancy lận ngoài vô trong khoảng 3-4 lần. Rồi xoắn lăn vô cho nó tròn. Sau khi vo tròn thì các bạn đậy bột lại cho nghỉ 15 phút. Rồi mình đem bột ra cán ha. Đó. Cũng dễ làm thôi. Cái mí mình đè vô cho nó sát, rồi lăn hai cái đầu nhọn, nhấn hơi mạnh mạnh chút xíu cho cái đầu nhọn nó dính lại cái mí đó.
Các bạn thấy Nancy lăn một cái không? Để cho cái dầu ở dưới khuôn đó dính trên cái mặt bánh, để một chút nữa mình đậy cái plastic không có bị dính bánh. Trước khi nướng các bạn nhớ cho nước vào cái đáy khuôn nha, để cho bánh nó giòn. Các bạn dùng da lam để nghiêng 45 độ, cắt dứt khoát một gạch. Sau khi các bạn gạch bánh xong thì nhớ xịt nước lên bánh rồi đem vô lò nướng liền ha. Thời gian nướng bánh là 15 đến 17 phút. Nancy nướng khoảng chừng 7 đến 8 phút thì Nancy mở lò xịt nước lên bánh một lần cho nó bánh nó giòn á, rồi đậy nắp lại nướng cho đến khi bánh vàng là được. Bánh vàng rồi, thơm phức luôn. Nancy đem ra rồi chuẩn bị lấy bơ ra thoa lên cái mặt bánh cho nó thơm. Các bạn xem nè, bánh mì Việt Nam. Nancy chuẩn bị thoa bơ lên nha. Rất là thơm. Cái mùi bánh mì cộng với cái bơ hòa với nhau thơm hết cả bếp luôn. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Đây, lẩu bánh mì Việt Nam. Cái da dừa mỏng mà thấy cái nứt như vậy nè là bánh mì đạt ha. Nếu các bạn thích thì nhớ subscribe, like để support cái channel của mình nha. Và các bạn thì gặp các bạn lần sau.